dứt điểm. Vào! Ngay ở phút thứ 3. Rồi, phản công cho Hoàng Mai. Rất nguy hiểm. Vào! Phùng Văn Nam, lại là Phùng Văn Nam. Phải một pha phản xạ tốt của thủ môn. Vào! Dứt điểm. Cú dứt điểm. Vào! Cú dứt điểm thứ hai của cầu thủ Trần Quốc Anh. Trận bán kết giữa Yên Thành và Tân Kỳ. Vào!